Hey guys, xin chào các em. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với nhau về phần part 1 TOEIC của khóa 0 đến 500 các em nhé. Như vậy chúng ta đã đi với nhau về phần chỉ người rồi đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần chỉ vật. Đó là những cái vấn đề mà tranh liên quan đến đồ vật. Vậy thì khi tranh liên quan đến đồ vật thì chúng ta ngày hôm nay sẽ giải quyết 5 vấn đề. Thứ nhất, đó là tổng quan vấn đề về tranh cả vật. Thứ hai, đó là các cái cụm từ liên quan giống như bài tả người. Cái thứ ba, đó là các luyện cái cách tránh bẫy để em nghe xem là với những cái từ đấy thì chúng ta cần xử lý như thế nào. Tiếp theo đó là đến phân tích tranh và cuối cùng là chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần đầu tiên, đó là tổng quan về tranh mô tả đồ vật. Cái tranh mô tả đồ vật là như thế nào? Đây là một cái tranh ví dụ của tả vật. Vậy nhận thấy ở đây, đây là tranh thuần túy tả vật các em nhé. Còn chuyên đề về người và vật thì chúng ta sẽ tính sau. Lúc ấy là cái đề hôm trước ấy là chuyên đề thuần túy về người, còn đây sẽ là thuần túy về vật. Thế thì trong tranh tả vật, thứ nhất là hoàn toàn thuần túy về vật, tôi không có xuất hiện dấu hiệu của con người. Cái thứ hai nữa đó là giải thích, thường giải thích về mối liên quan giữa các sự vật xung quanh. Và cái thứ ba nữa là cái gì? Đấy là chủ ngữ là đồ vật. Đấy, thường trình bày ở dạng bị động. Đấy nhá. Đấy nhá. Một là cấu trúc thường là đề thể bị động này. Riêng đối với người nước ngoài, với người Việt Nam mình thì mình thường hay sử dụng cấu trúc chủ động, nhưng đối với người nước ngoài thì thường người ta sẽ sử dụng cấu trúc bị động. Tiếp theo nữa là xác định điểm giống và khác nhau giữa các sự vật. Ví dụ tất cả các cái này được xếp thành một hàng. Đó, được chưa? Đấy, hoặc là làm sao nhỉ, đang xếp cạnh nhau. Đấy. Tiếp theo nữa đó là cái gì? Xác định mối quan hệ giữa và vị trí giữa các vật. Ví dụ như này được gọi là dọc theo này, đây là theo hàng này, đúng không? Nó đứng cạnh nhau này. Đấy, thì đấy là một cái tranh tả vật, chúng ta sẽ toát được ba cái điều này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi và thử xem là các em sẽ có xử lý được cái này không nhá. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cho cô cái tranh này, sau đó thì chúng ta hãy cùng nhau nghe và hiểu xem ba cái điều cô đề cập đến là cái gì. Cái đầu tiên thế nào được gọi là đoán cấu trúc thể bị động. Mời em hãy nghe cho cô hai câu nhá. Bắt đầu. The cards are stacked neatly. The cards have been put in lines. Ok, nào bây giờ em nghe lại cho cô câu đầu tiên nào. The cards are stacked neatly. Như vậy em nhận thấy cái câu đầu tiên là gì? The cards are stacked neatly. Ở trong trường hợp này chúng ta có cấu trúc từ stacked. Từ này có nghĩa là sắp xếp. Nó, được chưa nhỉ? Và ở đây chúng ta sẽ thêm một cái từ nữa là từ neatly, có nghĩa là gì? Gọn gàng. Vậy cái cấu trúc đầu tiên cô đã giới thiệu với em rồi, bây giờ cô nhắc lại, đó là be cộng với cả phân từ 2 đứng đằng sau được phép là cộng với một trạng từ. Đấy. Tức là các cái xe đẩy này được sắp xếp một cách gọn gàng. Đấy là câu đầu tiên. Chúng ta nghe lại câu thứ hai nhé. The cards have been put in lines. Như vậy câu thứ hai em nghe thấy gì? The cards have been put in lines, đúng không? Thế thì ở trong trường hợp này nó chính là cấu trúc have hoặc has đi về số ít, đứng đằng sau đi về been và cộng với cả phân từ 2. Đấy, cũng là thể hiện sự bị động. Và trong trường hợp này chúng ta đã đi theo cái cụm in line. In line ở đây có nghĩa là theo hàng dọc, và in row có nghĩa là theo hàng ngang, vừa học hôm trước xong nhá. Thế thì đấy là cấu trúc thể bị động được thể hiện bằng be cộng phân từ 2 hoặc have cộng been cộng phân từ 2. Đấy. Thế còn thế nào được gọi là giữa những sự giống và sự khác nhau giữa các sự vật, để em nghe cho cô hai câu nhá. All the cards are identical. None of the cards are loaded with items. Ok, này em nghe lại cho cô câu đầu tiên nào. All the cards are identical. Rồi. Như vậy câu đầu tiên em nghe thấy gì đây? All the cards are identical. Ở trong trường hợp này em nhớ cho cô từ identical. Identical là một từ rất nổi tiếng liên quan đến tranh mô tả các sự giống nhau. Có nghĩa là em nhìn thấy cô những cái này nó cùng một thể loại, cùng một chủng loại, cho nên nó được gọi là giống nhau. Thì giống nhau người ta có rất nhiều cách thể hiện, trong đấy người ta có từ identical. Đấy, đấy là cái đầu tiên. Và em nhớ cho cô ở đây người ta sử dụng be cộng tính từ để chỉ cái trạng thái thôi. Em nghe tiếp cho cô câu số 2 nhé. None of the cards are loaded with items. Rồi, như vậy câu số 2 em nghe thấy cái điều gì nhỉ? None of the cards are loaded with items. Ở trong trường này vẫn là cấu trúc be cộng phân từ 2. Và trong trường này cấu trúc đó là cấu trúc be loaded with, có nghĩa là được sắp xếp với. Và đây chúng ta xuất hiện từ items. Từ items này em hiểu cô nó giống như từ get, hermes, có nghĩa là danh từ hàng hóa, không có một cái khác nào mà có làm sao đồ trên cả. Rõ ràng câu hỏi nghe thì còn ngắn, nhưng câu hỏi nghe thì khác hẳn, mà cùng là một vị trí đúng không nào. Cho nên cùng một tranh có rất nhiều cách để thiên biến vạn hóa ra. Thì đấy là cái sự giống và khác nhau giữa các sự vật. Em nhìn cho cô cái số 3, thế nào được gọi là xác định mối liên hệ giữa các sự vật. Như vậy cô đã mô tả cho em, đây là xếp hàng dọc rồi, giống nhau rồi. Thì em nhận thấy ở đây có một cái điều nữa, đó là các cái này đã xếp dọc theo cái tường, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta hãy thử nghe xem nó như thế nào nhé. Bắt đầu. Some cards are placed along the wall. Rồi, nào bây giờ em nghe lại cho cô một lần nữa để chúng ta chữa nhé. Some cards are placed along the wall. Ok.
Nhưng mà em nhận thấy ở đây là cái gì đây? Some carts are placed along the wall, đúng không? Một vài cái xe đẩy thì đã được là xếp dọc theo tường. Cái từ này người ta sử dụng từ some rất là hợp lý, bởi vì có mỗi cái hàng này là xếp dọc theo thôi, còn các hàng này là làm sao? Là xếp nhờ mang tính chất độc lập. Chỉ có cái dọc này là đúng là along with the wall này. Đấy, cho nên đây người ta sử dụng từ some rất là khiêm tốn, rất là đúng, được chưa nhỉ? Và trong trường này đây cũng là be cộng với phần từ hai, và giới từ ở đây là chính là giới từ along, có nghĩa là dọc theo. Một vài cái xe đẩy thì được xếp dọc theo tường, vậy thì cái này làm sao? Hoàn toàn chính xác. Đấy chính là ba cái yếu tố để xây dựng nên một tranh hoàn toàn chỉnh vật nhá. Nào đây là chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái bài này nhá. Nào bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là các cụm từ liên quan. Vậy thì cái đầu tiên ở trong trường hợp này là gì? Em nhận thấy là những cái này đang đặt ở trên bàn đúng không nào? Như vậy đặt ở trên thì chúng ta có cụm gì? Đó chính là cụm gì? Đấy, bây giờ hãy cùng nhau nghe cho cụ cái này nhá. Nào. Be placed on the table. Rồi, như vậy em nghe thấy cái gì đây? Be placed on the table. Nhớ chưa, cô bao giờ cũng để ở dạng bị động, cho nên sau cái này cô sẽ không giảng lại cái đấy nữa. Và trong trường này động từ đặt để người ta sử dụng từ place. Em nhớ chưa cô, từ place này nó vừa là danh từ, nó vừa là động từ. Danh từ là nơi trốn, còn động từ là đặt để. Và giới từ ở đây người ta sử dụng giới từ là giới từ on. Đó. Cái tranh thứ hai ở trong trường hợp này là cái gì đây? Ở trong trường hợp này là sao? Được sắp xếp đúng cách hoặc nó sắp xếp gọn gàng với nhau, đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nghe xem cái đoạn sắp xếp người ta sử dụng từ gì nhá. Nào. Have been arranged in a case. Rồi. Như vậy em nhận thấy ở đây người ta sử dụng từ gì? Have been arranged in a case, đúng không nhỉ? Thì ở trong trường hợp này case là cái vỏ. Đấy, cái hộp. Thế thì ở đây nữa là từ gì? Have been arranged. Cái từ arranged này thì hôm nay cô chính thức giới thiệu với em, nhưng chúng ta đã gặp từ này xuyên suốt cả bài rồi đúng không nào? Đó, cách đọc là arrange. Đấy, tại sao lại cái chữ D này nó thêm ed thôi? Cùng nhau đọc lại với cô nhé. Nào, 1, 2, 3. Arranged. Đấy, arranged. Đấy chưa nhỉ? Thì đây là âm A là arrange nhá. Thì đấy là được sắp xếp. Thì cái thứ ba nữa thì em nhận thấy đang được làm sao đây? Rất là đơn giản. Đấy, chính là được gì? Được cắt thành lát, đúng không nào? Vậy thì cái từ cắt thành lát là như thế nào? Em hãy cùng nhau nghe với cô nào. Be being sliced. Rồi, như vậy ở trong trường hợp này cái từ cắt thành lát tiếng Anh mình có từ là gì? Being sliced, được chưa nhỉ? Tại sao trong trường này chúng ta lại sử dụng từ being? Bởi vì ở đây có đôi bàn tay của người, tức là việc đấy đang diễn ra, đúng không nào? Vậy thì đang diễn ra, thể của nó phải là bị động tiếp diễn, cho nên chúng ta mới kéo thêm từ being vào đây. Và ở đây mình có cách đọc là gì? Slice. Em nhớ cho cô cái slice này khi không có D thì kết thúc là CE, chúng ta sẽ bật âm S, cho nên mình sẽ đọc là slice. Nhưng khi thêm ED nữa thì khi tận cùng là S, thêm ED chúng ta phải đọc âm T, cho nên cả đoạn đấy mình sẽ đọc là sliced. Sliced. Đó, đấy là được cắt thành lát. Nào chúng ta nhìn tiếp cho cô cái tranh này, hãy cùng nhau nghe với cô nhé. Be being loaded onto the truck. Cái tranh này có nghĩa là cái gì đây? Em nhận thấy là đang được hoặc là nhấc ra hoặc là sao đặt vào, đúng không? Đấy, ví dụ cô muốn dùng từ là chất nhưng mà lên xe. Vậy thì chúng ta thể hiện cái từ này như thế nào? Sắp xếp được chất lên xe. Cái từ sắp xếp thì chúng ta đã học từ range rồi. Thì cái từ chất lên là cái gì? Cùng nhau nghe nhá. Be being loaded onto the truck. Rồi. Thế như vậy cái động từ chất lên, sắp xếp lên, đặt lên tiếng Anh mình có cụm đó là being loaded. Lúc ấy mình có từ loaded đi với with, đúng không nào? Có nghĩa là được sắp xếp với cái gì đó. Nhưng ở đây chúng ta lại sử dụng giới từ onto, có nghĩa là lên. Và đối tượng ở đây mình có từ truck. Nhá, đọc đây là arc, A-K, cho nên nói ra arc, cho nên sẽ đọc cả là truck, truck, ok? Như vậy, being loaded onto the truck, ok? Nào, bây giờ chúng ta đọc lại với cô. Thứ nhất nào, be placed on the table. Thứ hai là have been arranged in a case. Cái thứ ba là being sliced. Thì cuối cùng sẽ là being loaded onto the truck, ok? Như vậy, xong bốn tranh đầu tiên. Nào, chúng ta sẽ sang các cụm từ tiếp theo. Em nhận thấy ở trong cái trường hợp này, đây là một tranh khá là hay gặp trong bài thi TOEIC, đó là cái cửa nó đang mở ra. Vậy cửa mở ra thì chúng ta sử dụng như thế nào? Hãy cùng nhau nghe với cô nhé. Have been opened. Rồi, như vậy ở đây em nghe thấy đấy là cụm gì? Đấy là cụm have been opened, được chưa nhỉ? Ở trong trường hợp này, đây là have là cụm mang tính chất nói chung, chứ không phải chỉ nói về cái cửa này. Cô đang muốn thể hiện sự mở ra, vậy thì cô cứ lấy cho em cấu trúc tổng quát là have been cộng phần từ hai. Tại sao ở đây chúng ta lại sử dụng cấu trúc này? Vì cái cửa này nó đã được mở rồi, nó không có hành động tác động lên, cho nên chúng ta bắt buộc phải sử dụng hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại đơn ở đây nhá. Và đây có từ opened, có nghĩa là được mở ra rồi. Cái từ open vừa là
động từ vừa là tính từ, cái này là được mở. Nhưng open tính từ cũng có nghĩa bản thân, được có nghĩa là mở nhá. Và chúng ta nghe tiếp cho cô cái tranh số 2 nào. Tranh số 2 ở đây là gì đây? Em nhận thấy cái xe này nó được nâng lên đúng không? Nhớ cho cô tranh này thuần túy không có người. Vậy cô đang muốn nói là đang được nâng lên nhưng mà nâng lên để sửa chữa. Vậy cô muốn có cụm sửa chữa là như thế nào? Hãy cùng nhau nghe với cô nhá. Be being repaired. Rồi, như vậy sửa chữa ở đây em nhận thấy là be being repaired. Được chưa nhỉ? Nào cùng nhau đọc lại cho cô. Thứ nhất, cái từ này trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai, cho nên từ này nó phải đọc là re. Đấy, nếu mà trọng âm rơi vào nó thì mình sẽ đọc là re. Được chưa nhỉ? Nhưng vì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, cho nên ở đây nó lượng thành re và pair nó là air. Air. Cho nên cái nào đọc là repair. Tại sao lại có chữ D? Vì nó chưa quá khứ. Ok? Being repaired là được sửa chữa. Nào chúng ta nghe tiếp cho cô cái tranh số 3. Em nhận thấy cái này nó đang làm sao? Đang được cân lên đúng không nào? Vậy được cân thì tiếng Anh là cái gì? Cùng nhau bắt đầu nghe. Be being weighed. Rồi, như vậy từ cân lên mình có từ là be being weighed. Lưu ý cho cô cái từ weight này rất là hay bị nhầm với từ này. Đó, đây là một cặp nhầm âm. Được chưa nhỉ? Một cái là weigh, một cái là weight. Cái này là weight, weight. Được chưa? Còn cái này là nó là âm gì đây? Đó, weight. Được chưa nhỉ? Có nghĩa là được cân lên. Lưu ý cho cô từ này một tí. Nó còn một cái từ nữa cũng bị nhầm, nhưng mà cái từ này thì ít gặp hơn, nhưng cô cứ giới thiệu cho em. Đó là từ wave, wave. Cái từ này danh từ thì là con sóng, giống như cái xe wave chúng ta hay đi đúng không? Nhưng động từ thì có nghĩa là wave, là vẫy. Ví dụ he waving his hands, tức là anh ta đang vẫy tay của anh ta. Đây là ba cặp bị nhầm: wave, wave và wave. Đó, cái này là kết thúc là âm vờ. Đấy là một cặp, lưu ý cho cô nhá, là đang được cân, được chưa nhỉ? Nào thế chúng ta nhìn cho cô, em nhận thấy cái cây này đang toa bóng, đổ bóng xuống đúng không nào? Có nhiều bạn thắc mắc là cô ơi, thì trong tranh đi thi mà không có màu thì có thể hiện được không? Vẫn thể hiện được em nhá. Kể cả tranh không màu thì chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy cái đoạn này là nó mở cái đoạn đen. Vậy hành vi là toa bóng xuống. Vậy thì cái từ mà trong bóng dâm hoặc toa bóng chúng ta có từ gì? Hãy cùng nghe với cô nào. Be in the shade. Rồi, như vậy trong bóng dâm hoặc toa bóng tiếng Anh mình có cái cụm, đó chính là cụm being in the shade. Shade. Âm này là âm A, 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 shade nhá. Nào cùng nhau đọc lại với cô nào. Thứ nhất đây là have been opened, mở ra. Cái này sẽ là being repaired, sửa chữa. Cái này sẽ đọc lại là being weighed, đúng không nào? Nào cái này đọc với cô nào. Đây là being the shade, tức là trong bóng râm. Như vậy đấy là bốn cặp tiếp theo. Và lưu ý cho cô ba từ hay bị nhầm âm nhá. Weight, weight, wave. Ok. Nào chúng ta đã xong 4 cặp tiếp theo rồi. Vậy chúng ta chuyển sang cụm từ nữa nhá. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái tranh tiếp theo các em nhá. Như vậy em nhận thấy tranh tiếp theo này là một cái thuyền nó đang ở trên này, được gọi là trên bờ, nó mắc cạn ở trên bờ rồi. Vậy thì cô muốn thể hiện là dừng lại trên bãi biển, nó được kéo lên trên bãi biển rồi, thì chúng ta sẽ có cụm gì? Để em cùng nhau nghe với cô nhá. Nào. Have been pulled up on a beach. Rồi, như vậy em nghe thấy cái điều gì nhỉ? Em nhận thấy đó là have been pulled up on a beach. Ở trong trường này em nghe thấy từ pull up, nối âm là pulled up. Bởi vì sao? Bởi vì kết thúc của nó là D đi về up, nó sẽ là nối âm. Cho nên ở đây là pulled up có nghĩa là kéo cái gì đó. Ở trên nhập pull là bản thân là kéo, và up nghĩa là phía lên về phía bãi biển. Còn pull down là kéo đi xuống nhá. Thế thì đây là cái động từ cũng khá là hay gặp. Em nên lưu ý cho cô một chút. Pull up on the beach. Nào, đấy là cụm là thứ nhất. Thế cụm thứ hai, nhận thấy là các tảng đá nó đang xếp lên nhau đây đúng không? Vậy thì cô muốn thể hiện cái từ là xếp chồng lên nhau thì mình có từ như thế nào? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta cùng nhau nghe nào. Be stacked up on the ground. Rồi, nhưng mà em nhận thấy ở đây là gì nhỉ? Be stacked up on the ground. Có mấy từ xếp, một là từ stack, thứ hai là đi với từ pile. Cũng cả hai đều được phép đi với từ up. Stack up on the ground, tức là xếp chồng lên nhá. Thứ ba nữa là chúng ta nhận thấy cái gì đây? À, cái xe này đang bị ô tô này đang kéo đi, nhấc đi, cẩu đi, đúng không nào? Vậy thì cái cụm bị kéo đi hoặc bị xe bị nhấc đi thì trong tiếng Anh mình có cụm gì? Hãy cùng nhau nghe nào. Be being towed. Ok, em nghe được chưa? Ở đây cái từ rất là khó nghe và rất là lạ với em vì mình có từ tow. Tow bao giờ thường người ta sẽ đi với giới từ là away. Tow away có nghĩa là bị kéo đi, bị nhấc đi, bị cẩu đi. Đấy, lưu ý cho cô cụm này. Cụm này không chỉ gặp trong part 1 mà người ta có thể gặp cả trong part 3 hoặc part 4 liên quan đến chủ đề về giao thông. Đó, nhá. Và tiếp theo nữa em nhận thấy ở đây là cái gì đây? Ở đây là một cái giường ngủ này có rất nhiều đồ đạc, có cái thảm này, đúng không? Vậy thì cô muốn nói là trải thảm.
Thế vậy thì tiếng Anh thì mình có từ trải thảm là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau nghe nào. Be covered with the carpet. Rồi, như vậy ở đây mình thấy có cụm là gì nhỉ? Be covered with the carpet. Em nhớ cho cô ở đây thì mình đọc là carpet là cái thảm. Và đây là nền nhà đang được bao phủ bởi thảm đúng không nào? Như vậy được bao phủ bởi bao giờ chúng ta cũng dùng đi với cover. Và bởi cái gì thì chúng ta đi với giới từ with. Cho nên cả cụm mình sẽ có là cover with, được, bao phủ bởi cái gì. Ví dụ bao phủ bởi cây hoặc là bởi hoa, chúng ta cũng thể sử dụng cái trường hợp này. Và ở đây cô dùng từ carpet là cái thảm. Cái từ này cũng là từ hay gặp trong bài tranh liên quan đến các đồ ở trong phòng nhá. Nào chúng ta cùng nhau ôn lại với cô nào. Thứ nhất cái này đọc là một, cùng đọc với cô nhé. 1, 2, 3. Have been put up on the beach. Nào tiếp tục đến đoạn này, xếp chồng lên nhau chúng ta có cụm là be stuck up on the ground. Nào cùng nhau đọc với cô cái này nào. 2, 3. Đó là be being told, đã được cầu đi. Và cuối cùng ở đây mình có cụm là be covered with. Đó thì đấy là các phần từ vựng liên quan về các tranh xung quanh. Đấy, đây là lên trên là tranh biển này, đây là tranh thiên nhiên này, tranh đây là giao thông đường phố này, và đây là tranh trong phòng. Đó. Ok, như vậy chúng ta đã đi với nhau với các cụm từ cần lưu ý rồi đúng không em? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là luyện cái cách tránh bẫy. Em nhìn cho cô tranh này thuần túy là một tranh chỉ vật, không hề có yếu tố của con người ở đây. Đây là cái vòi nước chữa cháy ở bên nước ngoài rất nhiều. Đây là vỉa hè đúng không? Ở đây có rất nhiều các xe đang đỗ. Đấy, và xung quanh là có cây xanh. Đấy, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe. Và em nhớ cho cô chọn được các đáp án là true or false, tức là cái câu đấy đúng hay là sai em nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nghe. A. The cars are lined up along the street. B. There is a fire hydrant next to the curb. C. The sidewalk is being paved. D. There are no pedestrians on the sidewalk. E. The fire hydrant is being set in front of the building. F. The street is very quiet. Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa bài em nhé. À, thì em sẽ nhìn cho cô và em sẽ nghe lại cho cô câu đầu tiên. The cars are lined up along the street. Rồi, như vậy câu đầu tiên em nghe thì cái điều gì đây nhỉ? The cars are lined up along the street. Như vậy câu này chúng ta nhận thấy ở đây chúng ta có từ lined up, có nghĩa là xếp hàng. Em nhớ cho cô từ này là một từ rất là quen thuộc trong bài thi. Và thường người ta sẽ không đọc là lined up, bởi vì từ này kết thúc là âm D và nối với up, thì người ta thường đọc là lined up. Đó. Và đây chúng ta có giới từ đó là along the street, tức là dọc theo phố. Vậy thì trong giờ này dọc theo phố thì đúng. Tuy nhiên đối tượng được nhắc đến ở đây mình có từ the cars, tức là các cái xe. Trong khi ở đây nó chỉ là xe đạp thôi. Cho nên câu này chúng ta đã thấy the car sai rồi nhá. Để xem nhá. Đó là ô tô xếp thành hàng. Đây chúng ta nghe tiếp theo của cô B nhá. There is a fire hydrant next to the curb. Rồi, như vậy cô B em nghe thấy cái điều gì nhỉ? Em nhận thấy là there is a fire hydrant next to the curb, đúng không? Trong trường này có rất nhiều từ để xử lý. Thứ nhất, fire hydrant chính là vòi nước cứu hỏa. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì nhỉ? The curb có nghĩa là ở đâu? Ở trên cái vỉa hè. Như vậy có một cái vòi nước đang ở bên cạnh cái vỉa hè. Vậy thì câu này có khả năng là chưa chắc đã đúng. Bởi vì sao? Bởi vì đây là vỉa hè và fire hydrant này nó nằm ở trên vỉa hè luôn. Cho nên cái từ next to này có khả năng là sai. Đó. Vòi nước ở bên cạnh vỉa hè. Đó. Vậy chúng ta nghe tiếp cho câu C nhá. The sidewalk is being paved. Rồi. Như vậy câu C em nghe được cái gì nhỉ? The sidewalk being paved. Tức là cái vỉa hè này đang được trải đường. Và em nhớ cho cô ở đây có cụm is being paid là đang được. Thì trong nhớ cho cô khi nào được đang được phải có người tác động thì mới được đang được đúng không nào? Và trong tranh này chúng ta không thể ai đang tác động lên vỉa hè cả. Cho nên tranh này mình sẽ loại ngay lập tức. Em nghe tiếp cho cô đi nhá. There are no pedestrians on the sidewalk. Rồi, như vậy cô đi em nghe thấy được cái điều gì ở đây? There are no pedestrians on the sidewalk. Ở trong trường hợp này nếu như mà em chọn nghe vội vàng thì có thể em sẽ không thấy câu này đúng. Nhưng chúng ta nghe kỹ lại một chút thì chúng ta thấy đầu tiên có từ no đúng không? Tức là không có ai. Và pedestrian có nghĩa là khách bộ hành. On the sidewalk. Ở trong trường hợp này cái từ này được gọi là sidewalk. Tức là làm sao? Là cái vỉa hè. Chúng ta nghe tiếp. The fire hydrant is being set in front of the building. Rồi. Như vậy thì câu E ở đây chúng ta nhận thấy là cái gì đây? Câu E ở đây em nghe thấy là gì? The fire hydrant is being set in front of the building. Trong trường hợp này vẫn có từ fire hydrant, nhưng mà being set đang được lắp đặt. Vậy thì cô vừa nói với em rồi, đang được lắp đặt thì phải có đối tượng tác động vào. Vậy trong trường hợp này chúng ta không nhìn thấy một đối tượng nào tác động cả, đúng không nào? Ngoài ra trong trường hợp này có cụm là in front of the building, tức là trước cái cửa tòa nhà. Vậy trong trường hợp này chúng ta có tòa nhà không? Có, nhưng rất là xa. Cho nên đây là sai mất cái giới từ chỉ địa điểm rồi. Being set là đang được đặt. Đấy, em nghe nốt cho cô của F nhá. The street is very quiet. Rồi,
Như vậy câu F em nghe được cái gì nhỉ? The streets are very quiet, tức là cái đường phố này thì rất là yên tĩnh. Vậy trong trường hợp này chúng ta nhận thấy không có ô tô đúng không? Không có người đi lại, vậy làm sao? Cũng không có bóng người luôn. Vậy câu này có khả năng là đúng, từ quiet ở đây có nghĩa là yên tĩnh. Vậy chúng ta chốt lại một lần nữa. For truth. Vậy chúng ta giải thích lại câu này tại sao là true. Cái từ curb này em lưu ý cho cô nó khác so với từ sidewalk. Cái từ sidewalk là cả một cái vỉa hè này, còn curb đoạn này thì mới được gọi là curb. Nó không phải là toàn bộ cái vỉa hè này, mà nó chỉ là cái vạch này thôi. Đấy, vạch đường này thì được gọi là curve, tức là giao giữa đường và vỉa hè thì đoạn này được curve. Vậy thì đây là curve, thì cái đoạn như cái vị trí ở đây chúng ta được phép gọi là next to, cho nên câu này vẫn đúng và câu này là câu khó. Thế trong trường này chúng ta thấy là gì? Đang tác động xa. Câu này là no pedestrian đúng, câu này là gì? In front of là xa và quiet là đúng, thì đấy là cái bẫy đầu tiên nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tranh tiếp theo. Nhìn rất là nhiều sai lọ, rất là đẹp đúng không các em? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cho cô xem bốn đáp án A, B, C, D xem đâu là đáp án đúng các em nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau dành một phút để nghe. A. The shelves are filled with items. B. The shelves are being stocked with products. C. The products are put in the jars. D. The customers are purchasing the candies. E. The shelf at the bottom is empty. F. The larger jars are on the upper shelves. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chữa bài các em nhé. Nào, em hãy nghe lại cho cô câu đầu tiên. The shelves are filled with items. Rồi. Như vậy câu đầu tiên em nghe thấy cái điều gì nhỉ? The shelves are filled with items. Câu này là một câu mà em cực kỳ lưu ý cho cô, bởi vì sao? The shelves tức là rất là nhiều các cái kệ đã được làm sao, được làm đầy với các cái đồ đạc, để chơi với các cái đồ nói chung. Vậy thì trong trường này mình có cấu trúc là be filled with, có nghĩa là xếp đầy. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai em lưu ý cho cô đó là khi trong tranh tả bài thi thôi, không nhất thiết em phải nói rõ ràng cái chai cái lọ là bottle ra, mà tất cả những đồ này chúng ta có thể được sử dụng một danh từ chung, đó là từ items, tức là các cái đồ vật. Vậy tranh này có khả năng là đúng. Nào em nghe tiếp cho cô B nhá. The shelves are being stocked with products. Như vậy cô B em nghe thấy cái điều gì đây? The shelves are being stocked with products. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích. Thứ nhất ở đây chúng ta có cấu trúc being stocked. Đấy, có nghĩa là được lưu trữ, được sắp xếp. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai chúng ta lại gặp cụm being. Khi có being có nghĩa là đang được làm gì, vậy phải có cái tác động vào. Mà trong tranh này không có gì tác động vào cả, cho nên cái being này là sai. Còn từ product này thì có khả năng là đúng và có. Nó cũng giống như từ items vậy, tức là nói chung mà được gọi là đồ đạc nói chung. Đấy, thì từ này không phải là từ quá quan trọng, mà từ being này mới là từ quan trọng nhất của câu. Đó, vậy chúng ta nghe tiếp câu C nhá. The products are put in the jars. Rồi, như vậy câu C em sẽ nghe được cái điều gì nhỉ? The products are put in the jars, đúng không? Tức là có các cái sản phẩm đã được đặt ở trong cái jars, tức là trong cái hộp, đúng không nhỉ? Vậy thì trong trường hợp này có đúng không? Có khả năng là đúng, ở trong hộp này nó có rất nhiều các cái đồ này. Đấy. Được chưa nhỉ? Thì trong tranh này cái câu này có khả năng là đúng và là từ put. Em lưu ý cho cô ba dạng của put là put. Đấy, để xem nhỉ, để ở trong lọ. Chúng ta nghe tiếp cho câu D nhá. The customers are purchasing the candies. Rồi. Như vậy câu D em nghe thấy cái điều gì nhỉ? The customer are purchasing the candies. Trong trường hợp này chúng ta thấy chúng ta xuất hiện customer, tức là xuất hiện người. Thứ nhất trong tranh này không có người. Thứ hai động từ đối tượng ở đây là động từ purchase, tức là động từ liên quan đến mua và bán. Vậy thì ở đây đâu có ai để mà mua và bán đâu, đúng không nào? Và cái thứ ba sai chính là từ candies, tức là kẹo nói chung, đồ ngọt nói chung, vậy không đúng. Đó. Có nghĩa là khách hàng đang mua. Vậy câu D này thì chắc chắn là sai rồi. Vậy chúng ta nghe tiếp câu E cho cô nhé. The shelf at the bottom is empty. Rồi. Như vậy câu Y em nghe được cái gì nhỉ? The shelf at the bottom is empty, đúng không? Như vậy cái giá nhưng mà ở cuối cùng thì empty, tức là thì làm sao? Thì trống. Vậy chúng ta nhìn lướt qua cái từ này. Giả sử khi đi thi em không nhìn được ngay được từ the shelf thì em vẫn thấy nghe được từ empty. Empty là trống vắng. Vậy trong trường này chúng ta nhìn tất cả đều được xếp đầy vào đây rồi, không có gì liên quan đến sự trống vắng cả, đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta nghe từ empty chúng ta có thể đủ để loại. Đó. Và đây có cúp at the bottom. Ngày xưa có bài at the bottom my heart, đáy trái tim tôi, đúng không nào? Vậy thì at the bottom ở đây là tận cùng. Đó. Phía dưới. Đấy, chúng ta nghe tiếp theo của câu F nhá. The larger jars are on the upper shelves. Rồi. Như vậy câu F em nghe được cái điều gì đây? The larger jars are on the upper shelf, đúng không nhỉ?
Thì ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Những cái lọ lớn hơn thì ở trên cái kệ cao hơn. Vậy trong trường hợp này, đây là một câu rất rất chi tiết. Khi đi thi những câu rất rất chi tiết này em phải lưu ý cho cô. Bởi vì sao? Bởi vì trong tranh chúng ta không đủ khả năng nhanh để loại. Thường muốn nghe các câu này chúng ta hay sử dụng cách phương hóa loại trừ ba đáp án còn lại để xem đáp án này đúng hay sai. Vậy câu này chúng ta nhận thấy ở trên các cái tầng trên đây thì upper self thì câu này hơi khó với upper self, nó chỉ nói là các cái kệ cao hơn thôi. Nhưng ở trong trường hợp này ví dụ đây này, đây cũng thể gọi là kệ cao hơn, đây cũng có thể gọi là kệ cao hơn. Đấy, cho nên cái này nó không gọi là rõ ràng, cho nên cái câu không rõ ràng này thường sẽ là sai. Upper self ở đây là kệ bên trên. Đó. Thế vậy chúng ta sẽ chốt lại đáp án một lần nữa. Như vậy được xếp đầy với đồ đạc nói chung, câu này đúng. Cái tiếp theo của từ being, tức là trong tranh đấy phải được tác động, mà đây không có ai tác động, vậy câu này sai. Câu C ở trong trường hợp này là có các đồ hàng hóa được ở trong cái lọ, vậy đúng. Câu D là có khách hàng, ở đây không có người loại ngay. Câu tiếp theo ngay từ MC chúng ta cũng loại, và cuối cùng upper self ở đây là không định vị được nơi chốn thì chúng ta cũng loại. Như vậy đáp án là true, false. Đó. Thì đấy là cái tranh tiếp theo như thế này nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã luyện tập qua phần true và false, tức là nghe các câu rất ngắn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tổ hợp. Đó là em nghe những câu tổng hợp cho cô và chọn cho cô đáp án đúng. Cái đầu tiên chúng ta vẫn phải nạp thêm mặt từ vựng. Vậy trong trường hợp này chúng ta có những cái gì? Cái đầu tiên em nhận thấy ở đây có một bức tranh, đúng không nào? Như vậy tranh ảnh, nói chung mình có từ picture. Thứ hai mình có một cái lọ hoa. Lọ hoa chúng ta đã từng học một lần rồi, mình có từ vase hoặc flower vase. Và trong trường này chúng ta nhìn thấy các cái đĩa bánh này, đúng không? Bánh thứ hai mình có từ cake, ba mình có từ tire, và trong trường hợp này mình có cái đĩa là dish. Vậy chúng ta ôn tập lại từ vựng một lần nữa nhá. Nào, trong trường này chính là bình hoa, đúng không? Vậy bình hoa mình có từ vase of flower hoặc flower vase. Tiếp theo nữa là đấy, cái bánh rất là ngon, vậy bánh nói chung mình có từ cake. Tiếp theo nữa ở trong trường này bức tranh chúng ta có từ gì đây? Chính là từ picture. Và trong trường này là những cái đĩa, như vậy đĩa tiếng Anh mình có từ dish. Nào, đây chúng ta hãy cùng nhau nghe và em hãy chọn cho cô đâu xem đâu là đáp án đúng nhá. Nào, bắt đầu. A. Food is being served onto the table. B. There is a piece of cake on each dish. C. The cake is being cut into pieces. D. The dishes are piled up on the table. Ok, bây chúng ta sẽ cùng nhau chữa từng câu một. Em nghe lại cho cô câu đầu tiên. Food is being served onto the table. Rồi, như vậy câu đầu tiên em nghe thấy cái điều gì nhỉ? Food is being served onto the table, đúng không? Vậy câu này chúng ta lại gặp lại ở đây cụm, đó là cụm being. Em rất lưu ý cho cô, khi mà có being thì phải có người hoặc là có gì đó tác động. Vậy thì trong tranh nếu như không có người tác động vào thì khi em nghe thấy being này em sẽ lập tức loại cho cô. Đấy. Đồ ăn đang được phục vụ. Vậy đâu ai đang được phục vụ gì đâu, đúng không nào? Đã có đồ ăn sẵn ở trên bàn rồi. Chúng ta nghe tiếp cô B nhá. There is a piece of cake on each dish. Ok, như vậy cô B em nghe thấy cái gì nhỉ? There's a piece of cake on each dish. Tức là có một bầu bánh ở trên each dish. Thì em lưu ý cho cô each là mỗi một. Với những câu như thế này được gọi là câu xu hướng. Khi người ta đã nói dùng từ each thì phải toàn bộ như thế này mới được gọi là each. Những câu xu hướng mà em phải cực kỳ lưu ý cho cô. Each hoặc every hoặc là từ all. Tức là những cái xu hướng đến 100%. Thì khi em nghe câu này phải để ý rất kỹ xem nó có đúng xu hướng 100% hay không. Ví dụ trong trường hợp này chỉ cần một cái bánh, một cái đĩa này thiếu bánh thôi thì lập tức đáp án B này đã bị sai mất rồi. Cho nên phải hết sức cẩn thận với những từ này nhá. May quá trong trường hợp này là chúng ta thấy cái đĩa nào cũng có bánh cả, cho nên câu B này làm sao? Đúng không nào? Chúng ta nghe tiếp câu C cho cô nhá. The cake is being cut into pieces. Ok, như vậy câu C thì em nghe thấy cái điều gì ở đây nhỉ? Câu C em nghe thấy đó là the cake is being cut into pieces. Ở trong trường này chúng ta lại nghe thấy từ being, và chúng ta vừa nói rồi không có ai tác động cho nên loại. Và trong trường này chúng ta có từ cut đi với dưới từ into. Lưu ý cho cô cả ba dạng cut đều là cut. Đó, và dưới từ into tức là thành, cut into tức là được cắt thành những cái gì đó. Into pieces tức là đã được cắt thành mỏng. Thì khi mà đáp án C là sai. Chúng ta nghe tiếp cho cô đi nhá. The dishes are piled up on the table. Rồi, như vậy cô đi em nghe thấy cái điều gì nhỉ? The dishes are piled up on the table. Tức là có những cái đĩa đang được chất đống. Thì cái từ pile này chúng ta đã học trong những cái tiết trước rồi. Cô nhắc lại một lần nữa, pile đi về up có nghĩa là xếp chồng xếp đống lên. Vậy thì ở đây đâu có cái gì xếp chồng xếp đống, đúng không em? Cho nên chúng ta sẽ loại luôn. Cho nên câu này đã đúng chính là đáp án B.
Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục về với nhau với cái tranh tiếp theo. Như vậy trong cái tranh này thì em nhận thấy là có bao gồm cái gì? Cái đầu tiên em nhận thấy ở đây có một cái cửa sổ đúng không nào? Như vậy cửa sổ tiếng Anh mình có từ window. Cái thứ hai nữa em nhận thấy ở đây là cái gì đây? Có cái cốc cà phê ở trên bàn. Vậy cốc cà phê, cốc mình có từ cup, cà phê mình có từ coffee. Như vậy mình có từ coffee cup. Đấy, thì cái thứ ba nữa em nhận thấy ở đây có cái thảm. Thảm với tiếng Anh mình có từ rock. Tiếp theo ở đây mình có bức tranh, mình có từ picture. Tiếp theo ở đây mình có cái tấm rèm, mình có từ curtain. Đó, thì đấy là những cái từ vựng có khả năng xảy ra ở trong cái tranh này. Chúng ta làm một lần nữa nhá. Nào, một cửa sổ tiếng Anh mình có từ window. Thứ hai mình có từ cốc cà phê, đấy, coffee cup. Thứ ba mình có tấm thảm. Thảm tiếng Anh mình có từ rock. Tiếp theo mình có bức tranh. Tranh tiếng Anh mình có từ picture. Và ở đây mình có cái rèm cửa. Rèm cửa tiếng Anh mình có từ curtain đúng không nhỉ? Và ở đây mình có cuối cùng mình có cái sàn nhà. Vậy sàn nhà tiếng Anh mình có từ floor. Ok, nào bây giờ chúng ta cùng nhau nghe cho cô bốn bức tranh này. Sau đó chọn cô đáp án đúng nhá. A. The window is wide open. B. The rug is folded up on the floor. C. There is coffee in the cups. D. The coffee cups have been placed on the table. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa từng câu một. Em nghe lại cho cô câu đầu tiên. The window is wide open. Rồi. Như vậy câu đầu tiên em nghe được cái gì? The window is wide open, tức là một cái cửa sổ thì đang mở rộng. Ở đây chúng ta có cụm rất là hay gặp, đó là từ wide open, có nghĩa là mở nhưng mà mở rộng ra. Đó. Thì ở trong trường hợp này em nhận thấy thứ nhất có cửa sổ không? Có. Nhưng ở đây có mở không thì không hề mở, cho nên câu A để chúng ta sẽ loại. Em nghe tiếp cô B cho cô nhá. The rug is folded up on the floor. Rồi. Như vậy cô B em nghe được cái điều gì nhỉ? The rug is folded up. Đúng không nhỉ? On the floor, ở trong trường hợp này mình có từ fold, đó, có nghĩa là gập. Đấy. Fold up có nghĩa là gập lại ở trên làm sao, trên sàn. Cái câu này thì nếu bạn nào không biết cái từ fold này thì có khả năng em sẽ chọn. Bởi vì sao? Thứ nhất em nghe từ rock, thứ hai em nghe từ floor là em hoàn toàn thấy hợp lý là có cái tấm thảm ở trên sàn nhà. Nhưng cái động từ chính quyết định ở đây nó lại từ fold với up, có nghĩa là gập lại. Vậy câu này không đúng. Em nghe tiếp cho cô C nhá. C. There is coffee in the cups. Ok, như vậy câu C em nghe được cái điều gì nhỉ? Em nhận thấy là there's a coffee cup. There's coffee in the cups, đúng không nhỉ? Như vậy có cà phê ở trong cốc. Thì ở trong trường hợp này chúng ta chỉ nhìn thấy một cái cốc thôi, chứ chúng ta không thể nào nhìn rõ được là có cà phê hay không. Ngoài ra khi trong tranh em nghe thấy câu này em cũng sẽ loại ngay lập tức cho cô. Bởi vì sao? Bởi vì có thể là ở trong cốc có gì đó, nhưng mà nếu như nói rõ ràng cà phê thì lại sai. Cho nên với những cái tình trạng như thế, thường người ta phải sử dụng một cái danh từ rất là chung. Và cái chất lỏng nói chung mình có từ liquid. Đó. Kể cả ví dụ như là người đàn ông rót nước vào trong cốc, thường người ta cũng không hay sử dụng như thế, mà người ta sử dụng là pour liquid. Pour liquid tức là rót, như là chỉ dạng một dạng chất lỏng thôi. Chứ trong tranh rất là khó, mà nhất là đi thi chúng ta lại sử dụng tranh là tranh không màu. Đấy, để cho nên để có thể mô tả chắc chắn đấy là cà phê hay đấy là trà thì không thể mô tả được. Cho nên cái câu này chúng ta cũng sẽ loại ngay lập tức. Nào em nghe nốt câu đi cho cô nhá. The coffee cups have been placed on the table. Rồi. Như vậy câu đi em nghe thấy cái điều gì nhỉ? Their coffee cups have been placed on the table. Đúng không? Ở đây thứ nhất có từ coffee cups, tức là các cái cốc cà phê. Và trong trường này chúng ta đi về cấu trúc have been cộng với cả phân từ 2 thì cấu trúc này hoàn toàn chính xác. Đây cũng chỉ là một mô tả một cái sự bị động. Thôi, cái have been placed và thậm chí người ta thể hiện là are placed hoàn toàn giống như nhau, không có gì quá khác biệt cả, cho nên tranh này là tranh đúng. Đó. Em nhớ cho cô cái being đi với phân từ 2 thì khác biệt. Nhưng mà have been phân từ 2 hoặc be cộng phân từ 2 mà không chứa being thì giống hệt nhau nhá. Cho nên cái câu này đây mới là cái đáp án đúng, đi mới là đáp án đúng. Ok. Đấy, thì lưu ý cho cô một chút về cái cấu trúc và cũng như từ vựng tranh các cái đồ vật ở trong phòng. Nào, chúng ta tiếp tục đối với cái tranh tiếp theo. Tranh này là một tranh liên quan đến đường phố và chúng ta hãy cùng nhau học qua các từ vựng về đường phố các em nhé. Thứ nhất, ở trong trường hợp này chúng ta thể hiện thấy những cái gì? Đầu tiên chúng ta thấy đường này. Vậy đường mình có thể nói chung là street hoặc là road, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa em nhận thấy ở đây có cái xe ô tô. Với ô tô mình có thể gọi chung là vehicle hoặc là car nếu mà với trường hợp đặc biệt. Khi chúng ta gọi cụ thể nó ra thì là car, nhưng nói chung thì mình sử dụng từ vehicle, được chưa nhỉ? Và trong trường hợp này em nhận thấy có cái vỉa hè. Vậy vỉa hè ở đây mình có từ sidewalk hoặc pavement.
Thường người ta sử dụng từ sidewalk hơn là từ pavement, nhưng mà em cũng nên biết để biết đâu người ta sử dụng. Cái thứ hai ở đây em nhận thấy có cái biển báo. Biển báo người ta nói chung là sign, nhưng biển báo đây là biển báo dừng, người ta có thể sử dụng từ stop sign, tức là biển báo dừng. Tiếp theo nữa ở đây có cái cọc tiêu giao thông. Như vậy cái cọc tiêu này mình có từ traffic cone. Vì sao nó là cone thì chút nữa cô sẽ giải thích cho em nhá. Nào bây giờ chúng ta ôn lại từ vựng một lần nào. Đó, đầu tiên là ô tô, xe ô tô đúng không? Xe ô tô mình có từ car hoặc gọi chung là vehicle. Tiếp theo nữa ở đây có cái gì? Lòng đường như thế này gọi chung là road hoặc street. Tiếp theo nữa ở đây mình có đấy biển báo. Biển báo nhưng biển báo dừng, cụ thể là biển báo dừng. Vậy thì biển báo nói chung mình có từ sign và thêm từ stop vào là biển báo dừng. Tiếp theo trong trường hợp này đây, em nhận thấy là cọc tiêu giao thông thì chúng ta sử dụng từ traffic cone để chơi nhỉ. Cái từ này nó phát âm như này. Đó, cone. Vì sao lại như thế? Vì cái này nó là hình tháp, cái từ con bản thân nó là cái hình nón. Cho nên là cái hình này em nhận thấy nó hình nón này. Đấy, cộng thêm từ traffic vào thì nó dùng từ là cọc tiêu giao thông. Tiếp theo nó là vỉa hè. Vỉa hè thì chúng ta có từ gì nhỉ? Có từ sidewalk hoặc là pavement. Tất cả những tranh liên quan đến giao thông thường là những tranh khó, vì những cái từ vựng nó không quá quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng tranh giao thông sẽ là một tranh chắc chắn khi đi thi sẽ gặp, nên em cực kỳ lưu ý cho cô. Nào bây giờ hãy nghe cho cô 4 đáp án, sau đó chúng ta cùng nhau xử lý nhé. Bắt đầu. A. People are driving cars on the road. B. There is a stop sign next to the traffic cone. C. Some people are planting flowers. D. The cars are parked in the same direction. Okay, nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe câu đầu tiên và chữ bài nhé. Bắt đầu. People are driving cars on the road. Rồi. Như vậy câu đầu tiên em nghe thấy cái điều gì nhỉ? People are driving cars on the road. Ở trong trường hợp này em nghe phải có từ people, tức là tranh chỉ gì đấy, chỉ người. Đối với những tranh thuần túy vật như thế này mà có dấu hiệu chỉ người thì rất vui. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ loại được ngay lập tức với từ chỉ người ở đây. Rất đơn giản. Và đây chúng ta có cụm là drive car, tức là lái gì? Lái xe. Đó. Và bao giờ đường chúng ta cũng đi về giới từ on. Bởi vì sao? Bởi vì đây là đường và chúng ta đi trên cái mặt đường thì bao giờ cũng là on nhá. Và chúng ta nghe tiếp câu B nào. There is a stop sign next to the traffic cone. Rồi. Như vậy câu B em nghe thấy cái điều gì nhỉ? There is a stop sign next to the traffic cone, đúng không? Có một cái biển báo dừng ở bên cạnh cái gì đấy? Cái cọc tiêu giao thông. Giả sử khi đi thi mà chúng ta đặt trong trường hợp chúng ta không nghe được từ stop sign và chúng ta cũng không hiểu từ traffic cone nghĩa là gì thì chúng ta hãy tiếp câu C sẽ có loại trừ được không nhá. Some people are planting flowers. Rồi. Như vậy câu C em nghe thấy cái gì đây? Some people are planting flowers, đúng không nhỉ? Như vậy em nhận thấy lại có từ people và em nghe thấy từ flower đầy đủ các từ yếu tố để chúng ta loại. Không có người và cũng không có hoa trong tranh này. Chúng ta nghe tiếp cho câu D nhá. The cars are parked in the same direction. Ok, như vậy câu D em nghe thấy cái điều gì nhỉ? Câu D ở đây em nghe thấy đó là gì? Cars parked in the same direction. Ở trong trường hợp này, ở đây thứ nhất trong trường hợp này nhìn này chúng ta cũng không biết là xe đi hay xe đỗ. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây có từ same direction, tức là cùng một hướng. Mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy xe này đang tiến về đường này và xe này đang tiến về đường này, hai hướng nối ngược nhau. Cho nên nghe từ same thì chúng ta sẽ loại ngay lập tức. Cho nên câu này kể cả khi đi thi em không nghe được cái đáp án B cụ thể, nhưng chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ chúng ta vẫn sẽ chọn được đấy là đáp án đúng nhá. Ok, đấy là cách tranh của các từ vựng liên quan về mặt đường phố. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo chuyển sang tranh mô tả cái cửa hàng quần áo. Vậy thì một cái shop quần áo như thế này chúng ta có thể khai thác được những cái từ vựng gì? Cái thứ nhất ở trong trường này em nhận thấy có những cô người mẫu này, đúng không? Như vậy người mẫu thường mình sử dụng nói chung là từ model. Nhưng ở đây cô giới thiệu cho em thêm hai từ nữa. Đó từ mannequin và từ dummy. Trước nữa thì cô sẽ viết cho em để em hình dung ra được từ. Cái thứ hai em nhận thấy ở đây có rất nhiều đèn. Vậy hệ thống đèn mình có từ light. Thứ ba đương nhiên đèn thì phải treo từ cái gì, đúng không nào? Vậy thì treo từ trần buông xuống. Vậy trần nhà mình có từ ceiling. Tiếp theo nữa ở đây mình có đôi giày, đúng không? Quần áo thì mình có từ clothes. Đó, giày dép mình có từ shoes. Và đây mình có một cái túi xách. Vậy túi xách mình có từ bag. Đấy là những cái từ vựng mình có khả năng khai thác được. Chúng ta cùng nhau ôn lại. Thứ nhất, đó, mẫu mình có từ là mannequin. Đấy là tiếng Việt, đúng không nhỉ? Thì tiếng Anh mình có từ mannequin hoặc là dummy. Cái từ mannequin này chúng ta sẽ phát âm như sau. Đó, cái này mình đọc là mannequin hoặc dummy. Hoặc một từ chung hơn nữa mình có từ model. Đấy cũng có nghĩa là gì? Là mẫu. Tiếp theo nữa ở đây mình có giày. Giày mình có từ shoes. Em để ý một chút, giày bao giờ cũng tận cùng là S. Bởi vì sao? Thường bao giờ giày chúng ta phải có hai chiếc, đúng không nào? Vì nó là một đôi. Cho nên chính vì hai chiếc bao giờ nó sẽ ở dạng số nhiều. Tiếp theo nữa ở trong trường hợp này chúng ta thấy có gì đấy? Trần nhà. Trần nhà mình có từ ceiling. Ceiling là cái trần nhà.
thì cái cô đó là Izan Ceiling. Tiếp theo nữa ở đây mình nhận thấy là có gì đây, có đen đúng không nào, đen mình có từ light. Có nhiều bạn thắc mắc là thì có từ lamp thì sao. Em nhớ cho cô cái lamp nó chỉ là cái đèn mà thường để ở bàn làm việc thôi. Rồi, ví dụ đèn ngủ hay người ta sử dụng từ lamp. Ok, ở đây người ta sử dụng các đèn, nói chung người ta sử dụng từ light. Và trong trường hợp này em nhận thấy có cái túi đúng không nào, vậy túi tiếng Anh mình có từ bag. Đó thì đấy là những cái từ mà chúng ta có thể khai thác trong một tranh như thế này. Ngoài ra quần áo mình cũng có thể có từ clothes tùy các em nhá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe và sau đó đi phân tích cái tranh này nhá. A. Some people are purchasing the clothes. B. The suit is displayed on the shelf. C. The lights are hanging from the ceiling. D. The clerk is displaying the shirts. Ok, nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi chữa từng câu một. Em hãy nghe cho cô câu đầu tiên nhá. Some people are purchasing the clothes. Rồi, như vậy câu đầu tiên em nghe được cái điều gì nhỉ? Some people are purchasing the clothes, đúng không? Chúng ta lại ôn thêm cái từ clothes này cũng có nghĩa là gì đây? Là quần áo. Đó, và em nhớ cho cô cái quần áo này cũng sẽ là ở danh từ số nhiều, bao giờ có S và chúng ta là clothes, ok. Và trong trường này câu này chúng ta sẽ loại ngay lập tức. Bởi vì sao? Thứ nhất chúng ta nghe thấy people tức là chỉ người. Cái thứ hai chúng ta nghe thấy động từ purchase. Cái từ này có rất là nhiều bạn hay đọc là purchase lắm các em nhá. Khi em nhìn cái từ này thường chúng ta đọc là purchase, nhưng ở đây chúng ta không đọc là chase mà chúng ta đọc là purchase. Đấy mới là đúng cách purchase. Và tiếng Anh sẽ là purchasing. Ok. Thế thì ở đây chúng ta không thấy ở đây có người và cũng không có hành động mua bán. Cái từ purchase này nó giống như từ buy, nhưng mà trong tiếng Anh thường người ta thích cái từ purchase này hơn là cái từ buy. Cho nên lưu ý cho cô từ này nhá. Này em nghe tiếp cho cô câu B nào. The suit is displayed on the shelf. Rồi. Như vậy câu B em nghe thấy cái điều gì đây? The suit is displayed on the shelf, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta nghe thấy từ là the suit, tức là cái bộ vest, suit là áo vest đúng không? Đã được display on the shelf tức là trên cái kệ. Vậy trong trường hợp này chúng ta thứ nhất không nhìn thấy cái kệ nào. Cái thứ hai chúng ta cũng không nhìn thấy cái bộ vest nào cả. Cho nên cái câu B này chúng ta không chọn. Còn trong trường hợp chúng ta cảm thấy phân vân, chúng ta cứ để đấy đã để xem có câu nào đúng hơn không thì chúng ta nghe tiếp nhá. Này em nghe cho câu C nào. The lights are hanging from the ceiling. Rồi. Như vậy cái câu C này là gì? The lights are hanging from the ceiling. Có nhiều bạn nghe câu này sẽ loại ngay bởi vì em nhận thấy là hanging tức là treo, đúng không? Đang treo. Thì ở trong trường hợp này cái đèn này lúc nào nó để như này cũng là đang treo thôi. Được chưa nhỉ? Thường thì cái câu này nó hơi lạ một chút bởi vì người ta hay sử dụng câu bị động. Đấy. Thì ở đây là cái đèn nó vẫn đang treo ở trên tường, tức là nó tự đung đưa ở trên tường. Đấy, thì cái câu này là đáp án đúng nhá. Chúng ta nghe tiếp cho cô đi nào. The clerk is displaying the shirt. Rồi, như vậy cô đi em nghe thấy cái điều gì nhỉ? The clerk is displaying the shirt. Cái câu này có từ clerk. Clerk có nghĩa là gì? Cái từ clerk này cũng là một từ khá là hay. Cũng khá là hay đối với cả phần liên quan đến bài thi thôi. Clerk có nghĩa là cái người mà như kiểu gọi là thu ngân đấy, hoặc là những cái người phục vụ, đấy chưa nhỉ? Thế thì ở trong trường hợp này là đang làm sao? Đang trưng bày, tức là đang treo ra những cái áo shirt, tức là áo sơ mi. Vậy câu này làm sao? Câu này không đúng nhá. Thì em loại cho cô. Vậy thì câu này đang là đúng phải là đang xin đèn thì treo từ trần nhà. Ok. Nào chúng ta sẽ chuyển sang cái tranh tiếp theo. Đó là chúng ta thấy đây là đồ vật ở trong phòng. Đây là một cái hộp mà có làm sao rất là nhiều sách. Đấy. Cái hộp này nó nằm ở trong một cái góc nào đó đúng không? Không biết là có khả năng là góc phòng hoặc là gì đó thì chúng ta cũng không rõ nữa. Chúng ta chỉ biết là đây là một cái hộp có rất nhiều sách. Vậy thì trong cái hộp này thì thứ nhất từ hộp mình có từ box, thứ hai mình có từ sách, mình có từ books đúng không nhỉ? Đấy thì trên sàn mình có từ floor. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đi xem nhá. Đấy rất là nhiều sách đúng không? Ngoài ra chúng ta nhận thấy có từ đầy, làm đầy lên tiếng Anh mình có từ gì nhỉ? Mình có từ fill. Và cái từ fill này thường người ta hay sử dụng bị động, đó là be filled, và đi với giới từ đó là giới từ with. Đấy. To be filled with có nghĩa là được làm đầy bởi. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều sách đúng không? Sách thì mình có từ book nói chung. Đó. Lưu ý cho cô là book này là u ngắn nhá. Book. Đấy. Tiếp theo nữa ở đây chúng ta nhận thấy có gì? Có cái hộp đúng nhỉ? Hộp mình có từ box. Và thêm nhiều thì chúng ta khi thêm số nhiều chúng ta sẽ đọc là boxes. Tiếp theo nữa ở đây chúng ta có từ sàn nhà đúng không? Sàn nhà nói chung mình có từ floor. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe xem đâu là đáp án đúng nhá. A. The shelves are filled with books. B. Some books are in boxes. C. The books are being stacked on the floor. D.
Some boxes have been piled up in the middle of the room. Okay, nào bên chúng ta cùng nhau chữa bài. Chúng ta nghe cho cô câu đầu tiên. The shelves are filled with books. Đó. Như vậy câu đầu tiên chúng ta nghe thấy the shelves are filled with books. Trong trường hợp này chúng ta nghe thấy động từ là động từ be filled with, có nghĩa là được làm đầy bởi. Vậy thì trong trường hợp này động từ fill thì hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên cái từ chính ở đây mình có từ shelf, tức là cái kệ. Mà ở trong trường hợp này chúng ta vừa mới phân tích tranh với nhau, chúng ta không thấy một cái kệ nào, cho nên câu này phải học sao? Loại. Thì em nhớ cho cô cái từ kệ của nó là từ shelf. Shelf. Thì đây là F đúng không? Thì khi thế như thế chúng ta thêm số nhiều thì chúng ta sẽ đổi F thành V, ES. Đấy. Thế cho nên chúng ta có từ shelves, tức là cái kệ, những cái kệ. Đó thì câu này bị sai bởi từ cái kệ. Chúng ta nghe tiếp cho cô B nào. Some books are in boxes. Rồi. Như vậy cô B chúng ta nghe thấy cái gì đây? Some books are in the boxes, đúng không? Một vài quyển sách thì ở trong hộp. Cái từ này người ta sử dụng một từ rất là khiêm tốn, đó là từ some. Cái từ some này ở đây thì hoàn toàn chính xác. Nếu trong trường hợp này cái từ some người ta đổi thành từ all thì chúng ta sẽ loại ngay lập tức cho cô. Bởi vì trong trường này chúng ta không biết được có tất cả sách hay là ít sách. Đó, cho nên chúng ta some books thì hoàn toàn đúng nhá. Và đây chính là giới từ in the box, đó là trong cái hộp. Chúng ta nghe tiếp cho câu C nhá. The books are being stacked on the floor. Ok, như vậy câu C chúng ta thấy the books are being stacked on the floor. Thì ở trong trường hợp này từ stack được sắp xếp ở trên sàn. Thì trong trường hợp này thực ra nếu như không có câu B thì câu C vẫn có khả năng đúng. Tuy nhiên câu này chúng ta đã bị phạm bởi vì từ being. Vì sao? Bởi vì cái từ being này của nó tức là đang thể hiện cái gì đấy? À, đang được sắp xếp, vậy thì phải có yếu tố tác động lên nó đúng không? Thì ở đây không có ai tác động lên nó cả, cho nên câu C này chúng ta cũng làm sao cũng loại. Chúng ta nghe nốt cho cô đi nhá. Some boxes have been piled up in the middle of the room. Rồi. Như vậy cô đi chúng ta nghe thấy cái điều gì đây? Some boxes have been piled up in the middle of the room. Câu này nghe xong có nhiều bạn thấy sợ luôn vì dài quá đúng không nào? Some boxes have been piled up in the middle of the room. Ở trong trường này một vài cái hộp đã được sắp xếp, đúng không? Đã được xếp chồng lên nhau. Như vậy trong trường này chúng ta nhận thấy rõ ràng là các hộp đang xếp chồng lên nhau rồi. Như vậy ở nửa đầu thì đúng. Nhưng ở đây cái giới từ chính mình có cụm là in the middle of. In the middle of có nghĩa là ở giữa, đúng không? Rõ ràng cái chỗ này chúng ta không biết là thực ra thì chúng ta có thể chắc chắn đây không phải ở giữa, vì cái chỗ này là một cái chặn rồi. Đấy. Và kể cả chúng ta cũng không chắc thì chúng ta cũng không thể nào mà có thể khẳng định được đây là giữa phòng hay giữa một cái gì cả. Đó. Cho nên ở đây cái cụm in the middle of the room là chúng ta đã bị sai nữa rồi nhá. Cho nên câu D này chúng ta phải làm sao? Phải loại. Cho nên đáp án đúng câu này chính là đáp án B. Đấy. Lưu ý cho cô, động từ là filled về giới từ with. Đấy. Thì đấy là tranh liên quan đến đồ đạc ở trong phòng nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã đi với nhau rất là nhiều tranh liên quan đến tảo vật và các từ vựng trong từng ngữ cảnh vừa rồi. Thì bây giờ các em hãy cùng nhau luyện tập để nâng cao thứ nhất vốn từ vựng, thứ hai cái khả năng loại tranh của mình nhé.